Dạ xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với cái video tiếp theo của Di Còi. Hôm nay thì em nhận được một cái tin nhắn, thì em biết cái hoàn cảnh của ông ba bà ba. Ông ba bà ba nay cũng đã ngoài 70 rồi cả nhà. Thì ông ba bà ba thì sống cô đơn một mình, như loài cô mang rất là nhiều các bé chó bé mèo. Thì cái sự việc như thế nào thì hôm nay em sẽ vô em hỏi thăm, với lại em sẽ trò chuyện cùng ông ba bà ba cho cả nhà xem nha. Dạ xin chào cả nhà. Thì hôm nay là em xuống thăm ông ba bà ba. Thì biết được cái thì hôm nay em sẽ cập nhật tình hình của ông ba bà ba cho cả nhà xem ha. Dạ con chào ông ba, con chào bà ba. Ông ba ơi, ông ba cho con hỏi năm nay là ông ba bao nhiêu tuổi ông ba? Dạ 80 tuổi. 80 tuổi không ba? Ông sinh năm 41. Dạ, còn bà ba? 51. Bà ba nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1951. 51 là nay cũng gần 70 hả bà ba? Dạ. Thì con biết cái hoàn cảnh của ông ba bà ba, việc chính của mình là làm gì ông ba? Là bán số à. Bán giấy số không bà? Dạ bán số, ví dụ như chai. Dạ. Bán giấy chai để mãi. Dạ. Rồi ông ba bán giấy số xa không, đi xa không? Đi vòng vòng á, mình thun này ơi. Mình thun lò theo nè, đừng kêu. Dạ, tức là ông ba đi bộ hay là đi xe đạp ông ba? Đi xe đạp chắc bộ, đi không dám đạp nữa. Dạ. Chắc bộ nhưng mình dịnh nha, cho có chân mình đi vậy. Dạ. Sợ té. Ông ba là nay 80 tuổi mà ông ba còn bán được 100 vé. 100 vé. Dạ. 120. Rồi 120 thì trời còn 115. Dạ. Rồi 115. Ngày nó bớt 5.000 nó thôi, tiền gì vậy. Dạ. Ý nói vậy. Rồi là chi chi phí là 115.000. Dạ. Đó. Rồi con bữa giờ là trời mưa nè, rồi ông ba bán được không? Dạ, cũng phải ráng bán. Phải ráng bán không? Bán cho hết luôn. Dạ. Chứ không bán trả lại nó đâu gặp đâu trả. Dạ, vậy không ạ? Rút trong nhà hết rồi còn đâu trả. Dạ. Rồi còn bà ba thì bà ba ở nhà ở không? Ở nhà nội trợ gia đình. Chỉ là chăm mấy bé không bà ba? Chăm mấy bé nhỏ này. Nói là con nghe nói là ông ba còn cu mang thêm mèo nữa không ba? Còn nhiều lắm, mèo quá trời, nó muốn ở ông đi đi từ giờ. Mà mèo đó là cứ lâu lâu chết một con, lâu lâu chết một con. Dạ. Cắn lộn nhau đó. Nó cắn lộn không bà? Trời, nó cắn lộn nhau. Dạ. Nó giữ nó một tập lộn đầu bốn con ở xanh xám vậy. Dạ. Rồi cũng có, rồi có mèo quang nó tới không bà? Không có đâu, mèo quang tới. Dạ, mèo nhà không không bà? Mèo quang tới nó cắn mèo quang á. Dạ. Mà ở đây mà cứ lâu lâu nó cắn lộn rồi. Dạ. Còn thấy nuôi mèo được không? Nói ông ba ba nuôi được cái cho dài con về nuôi. Thôi. Ngán rồi. Ngán rồi. Có ai rồi có người ta thấy ông ba nuôi nhiều vậy, có ai mà người ta hỏi mua về không ta? Nó nói rồi mua mà nó tôi nói rồi thôi giờ muốn mua con nào bắt nó thôi, tôi bắt không được. Để có chó thì mua chứ mèo tôi rau chứ tôi không mua đó vậy. Dạ. Là những người mua ta nói vậy không bà? Dạ nói vậy thôi. Rau chó mèo bán. Chó là người ta mua để người ta ăn thịt không bà? Thịt đó ăn thịt chó mà. Mà ông ba đâu có bán rồi đúng không? Không có bán đâu, à. Cưng chết đâu có bán được. Rồi nó giơ tay, nó bắt tay ông ba kìa. Nó mừng nè, đi bán về chắc tụi nó mừng lắm không ba? Mừng lắm, trời lớn trước cửa nè. Dạ. Nó nói ba có gì à, cho con lượm ba cái xương gà, xương vịt gì đó cho nó ăn. Dạ. Nói vậy chứ tụi nó biết nghe, hiểu hết không ba? À, bữa nào xương gà vịt ngon nó ăn đã lắm nè. Xương ba còn bữa nào nó xương gà vịt nó quậy à. Quậy không à? Nó quậy nó biết hết không bà? Còn xương heo mà cứng quá nó thôi cho ăn đồ dẫn nó không ăn. Là ông ba nuôi mấy bé chó này là cái bé mà lâu năm nhất là bao nhiêu năm ông ba? Lâu lắm là con nào lâu rồi bà? Con nào nhất? Siêu que hả? Siêu que chống. Con có 6 năm rồi.
6 năm hả ba? Nó bị sao vậy ba? Có mẹ này 2 năm nè, còn con của nó mới là con của nó không không ba? Con nó không nè. Dạ. Mà con của mẹ thì mà con quậy. Dạ. Trời, thấy ông bà ba thương quá. Dạ. Cho đứa mẹ làm chi nó trời lại sinh ra sao nó vậy chứ biết đâu bỏ đâu giờ. Dạ. Mà có ai hỏi mua giá cao ông ba bán không? Mua gì? Mua mấy con bé chó này nè. Tôi nuôi hết. Thế tụi nó thấy chị vậy chứ tụi nó trung thành lắm ông ba. Trung thành lắm. Dạ. Bây giờ tôi đi 5 năm rồi đó. Mà tôi lên dẫn mừng. Tới mười mấy năm ông nội. Dẫn mừng chứ. Dạ. Dẫn mừng á. Mấy năm rồi. Biết á. Biết á ông ba. Biết. 5 năm gì. Nó nói ăn đi. Tôi làm ăn đâu có nghĩ gì đâu lâu vậy. Dạ. Rồi cái nhà này là của ông ba bà ba hay là nhà mình mướn ông ba? Không, của tôi. Của ông ba luôn. Dạ. Dạ, ông... Bây giờ đó đường nước này nó đần tiền. Dạ. Tôi mới góp được 5 mấy triệu nữa. Là coi như là 25 triệu nè. Dạ. Cái nhà này xây 25 triệu. Xây ông ba xây nhà này lâu chưa ông ba? Lâu rồi, lâu năm 97 rồi. Trời ơi, 97 là nay là quá trời lâu luôn rồi đó. Nó mục rồi, cái chân nó mục mẹ. Dạ. Thật sao bác sĩ chết nữa. Dạ. Ở đây có bé chó này nó có mang thai không ba? Dạ. Cái gì rồi sao nó đẻ nhiều ông ba bà ba nuôi nổi không? Nuôi luôn hả? Nuôi luôn hết. Trời mưa mà bán giấy số họ không được thì tiền đâu ăn? Thì cơm lạnh cũng nguội ai cho mình đem về có ăn. Dạ. Con nguội tôi bỏ ở đây rồi. Tại hồi nãy con nghe bà ba nói là bà ba mừng cá là cho ông bà ba ăn là cho tụi nó ăn luôn. Dạ, tôi ăn cho nó ăn luôn. Dạ. Trời, ông bà ba thương tụi nhỏ quá trời luôn. Rồi ông bà ba không có, ông bà ba có con cháu gì không? Không có con cháu gì hết, tại tôi chuyện thật rồi. Dạ. Tôi giờ không ai thương nữa. Là ông bà ba không không có con hả? Không có con cái gì hết. Dạ. Không có bà con dòng họ thì chán. Trời ơi, thương quá. Là ông bà ba, hai ông bà này cưới nhau chắc cũng mấy chục năm không có bà? Cứ thương nhau ở nhau à. Thương nhau ở nhau. Dạ. Ở nên... 84 đi giờ. Năm 84 hả bà? 1984 giờ. 84 thì 94, 2004. Hồi nay cũng là gần 30 năm rồi. Đó. Cũng khổ nhiều quá. Thương quá, thương bà ba quá. Vợ chồng giận la rầy khóc la thì chứ chuyện cũng thương dữ lắm. Giận mà thương thì thương không bà? Giận thương thương. Nhìn tụi nhỏ thấy thương quá. Nói mà kiểu như ông ba đi làm gì mệt cái thấy mấy tụi nhỏ này nó ra nó mừng ông ba cái mình hết mệt liền không ba ha. Nó ra nó hung nó mừng nó tím nó hung tùm lum hết. Đang ngủ rồi hung được mình. Rồi tối là nó lên nó ngủ chung với ông ba luôn hả? Có, nó ngủ đây tôi ngủ võng. Ngủ võng hả? Có khi nào nó leo lên võng nằm với ông ba luôn không? Nó kéo trên hình bắn xuống nó đắp. Kéo mình xuống đắp luôn. Nó đeo kéo cái ngoài của ông ba hả? Ừ, ba này nằm bả nằm cái võng cái này. Dạ. 4-5 con nhảy bay lên bao quanh bả. Bao quanh là mình ngủ chung với tụi nhỏ luôn. À, ngủ võng mà. Tại vì ông bà ba biết nó sao canh, nó canh ngủ rồi nó nhảy lên. Dạ. Nó biết ông bà ba thương nó. À, nó mến. Nó mến á. À. Với lại thấy ông bà ba lớn tuổi mà ông bà ba lại có một cái tấm lòng mà quý báu vậy chăm sóc tụi nó. Rất là thương luôn. Rồi con bé nó kìa nó nịnh ghê chưa? Nịnh nè. Nịnh ông ba kìa. Nghe. Giờ nãy con nghe ông ba nói là bình thường là ông ba cũng vừa bán giấy số rồi vừa nhặt ve chai luôn hả ông ba? Ve chai rồi ve chai hết. Dạ. Chai rồi người ta bỏ làm lượm mà. Rồi được cái lâu chừng 10 ngày, 15 ngày thì bán được 5-70 ngàn trăm vô mua gạo. Một ngày vậy là ông ba đi bán thì dọn dẹn mình dư được khoảng 100 ngàn. Rồi mình, rồi mình phải lo ăn tụi nhỏ rồi đầy đủ hết, chi phí đầy đủ hết. Cũng hết rồi. Dạ. Không có dư. Ngày nào cũng nghỉ. Nó leo lên nó vườn rồi kìa. Nhưng mà nghỉ một ngày. Tôi vậy dạ. Nghỉ một ngày không được. Dạ. Có đen vậy nè. Có đen vậy. 4 giờ lên đường lấy giấy số. Là 4 giờ chiều hay là 4 giờ sáng? 4 giờ nè. 4 giờ chiều. Dạ. Làm tí xíu nữa hôm qua đi. Dạ. Đi lấy giấy số. Lấy giấy số bán tới 8 giờ tối về. 8 giờ tối về. Dạ. Dạ. Ông nói nhờ bán đêm mà. Bán đêm mà. Bằng ngày ông ba có đi bán không? Bán còn dư còn ôm đợi phải bán cái bán cho hết. Dạ. Ví dụ còn 100 tờ tôi bán tối được 50-60 ghé còn như sáng tôi bán tiếp luôn. Dạ. Bán cho hết chứ không được trả. Dạ. Tại vì ông ba
bán đàn ông ba kiếm chi phí lo tụi nhỏ nữa. Dạ. Thấy thương quá. Thương lắm. Dạ. Nó ngoan quá không ba ha? Dạ. Nhìn thấy tụi nhỏ nó ngoan quá trời không ba? Dạ. Biết chân rồi nó một sủa chứ nó quen nó hổ lắm, cắn ai. Tôi mà nuôi chó mà giữ tôi không chịu lắm. Muốn sửa là sửa thôi. Muốn sửa là sửa. Ông tại ông ba nó giữ nó không chịu á. Con ngoan mà con đâu có giữ đâu, cái mặt nó hiền quá ông ba ha. Mặt hiền. Dạ. Mẹ nó có đi chạy đâu. Mẹ nó qua đây. Cái sao cái chó này là đau nhất mà. Dạ. Sao cái con bé cho cái con bé cho. Dạ. Này. Con bé cho có bầu này sao người ta không nuôi mà người ta cho ông ba vậy ta? Đã từ nay ổng cho người ta mướn mà cái xưởng chở nó ở ngoài chăm sóc. Ông ngoài chăm sóc thì ông bỏ luôn. Lên chăm sóc thì chẳng những cái tai nạn gì chăm sóc thì được. Còn bé hơn đi cho mua hàng bà. Cho hàng bà đi luôn. Luôn qua dạ. Chẳng nó chở nó. Trời ơi. Qua nay. Thấy ông bà ba nè, TV này chắc cũng lâu năm lắm không bà? Cho đó. Thấy cho. Thấy cho nó xài luôn. Cái này mình cái này, TV này nó còn xài được không ba? Xài được, có xài được cái gì đen trên á. Dạ. Chứ cái này không đủ kênh. Dạ. Cái này có 29 chung kênh. Chung là tối về hai ông bà mở dạ. Đừng coi giải trí. Dạ. Phải coi cái ông gì mà tình thương mến thương ông lên đài đó. Dạ. Ông nói chuyện hay lắm. Dạ. Vừa số diễn cuộc đời vô mày. Dạ. Ông bác coi trong đó. Dạ. Số diễn. Thứ tư rồi mới có ông. Thứ tư mới có. Dạ. Trời, ông bà ba ở nhà này lâu năm quá. Năm nãy ông bà nói con là 1984 giờ. 84 hồi nay cũng gần 3. Gì? Cái nhà cách 597. Tại cái nhà này cách ở lâu rồi từ 594 giờ. 84 á. 84. 84 giờ. Mở không đi cứ lắm không ơi. Cái nhà 84 mở cho trường hợp rồi xuống đây năm mà cách 597. Tôi nhớ vậy chết. Thì cũng lâu năm rồi. Cũng lâu năm lắm rồi. 97 là nay cũng lâu năm lắm rồi. Hôm kia nở trên trường hợp. Dạ, cũng hơn 20 năm rồi. Ừ. Cũng 25 năm rồi. Dạ. Ở đó rất là lâu. Mà con thấy ông bà ba, thấy ông bà ba thương tụi nhỏ, con thấy thương quá. Dạ. Cứ đi. Mình ăn cái gì là ông bà ba cho tụi nó ăn đó luôn. Dạ. Vậy không bà? Ông nhịn. Ông ba nhịn luôn hả bà? Nhịn ăn. Ồ. Tôi ăn muối, nước ớt, nước mắm, tụi trang bệnh luôn, hấp chừng chén cơm rồi xong. Dạ. Có gì ngon ngon là thôi, chứ miếng cho tụi này hết. Thấy chưa, thấy ba thương tụi con chưa? Nó phải ngoan nghe chưa? Nhiều khi tụi nó giỡn mà ba, nhiều dạ. Khi nó cũng giống như mình á. Nó cũng mất mát, nó cắn lộn. Dạ, nó cắn lộn. Nó cắn lộn nha. Nó cắn lộn và ba can. Đó thì con cũng biết được cái hoàn cảnh của ông bà ba á. Dạ. Thì hôm nay con xuống con thăm ông bà ba. Với lại thì có một cái chị có một chị thì có gửi con một ít quà để con xuống con gửi cho ông bà ba. Thì hôm nay thì con rất là vui mà con khi mà con tìm được nhà của ông bà ba, tại con đi từ hồi sáng tới giờ luôn, con kiếm khúc ở ngoài ông bà ba. Mà, xa quá nhưng mà có nhiều người ta không có biết. Trong khi con chạy cho đây thì có một số cô chú ở ngoài chỉ cho con thì con mới con mới biết được cái địa chỉ của mình. Với ông ba cho chai lượm giấy số, bán giấy số lượm giấy chai đó rồi họ biết chỉ ngay. Ông ba bán giấy số hả? Dạ bán giấy số. Dạ. Yeah. Ở đây nếu mà nói ông ba bán giấy số là người ta biết đúng không? Biết hết trơn á. Dạ. Tôi bán ngay cũng là mấy chục năm rồi. Dạ. Yeah. Thì có một cái cô tên là Lan. Yeah. Thì cô có gửi cho ông bà ba là 1 triệu. Dạ. Yeah. Dạ yeah. Thì hôm nay con xuống con đến đi con chào cho ông bà ba nha. Dạ cảm ơn. Dạ, con gửi cho ông ba 1 triệu. Thì cái số tiền này dạ. Số tiền này thì dạ số tiền này thì con chú cảm ơn chúng ta người kia. Dạ cảm ơn chị. Dạ thì con cảm ơn ba. Thì cái số tiền này thì con mong là nó không có được nhiều nhưng mà nó sẽ giúp ích được cho ông bà ba trong cái khoảng thời gian này để mà cu mang các bé. Thì sau khi mà cái video này nó đăng lên á. Dạ. Nếu mà được sự yêu thương của những cô chú mạnh thường quân trong ngoài nước á, thì có sẽ có quà gì đó thì con sẽ xuống con trao cho tận tay ông bà ba. Dạ. Dạ. Thì con cũng muốn là ông bà ba phải giữ gìn sức khỏe. Dạ. Để mà thứ nhất là mình giữ sức khỏe cho mình, thứ hai nữa là ông bà ba phải
giữ sức khỏe để mà chăm sóc cho tụi nhỏ nữa. Dạ. Tại vì nếu mà ông bà ba mà lỡ như mà có sức khỏe không được tốt á là tụi nhỏ không biết ai chăm luôn. Thấy tội, cũng tội tụi nó lắm. Dạ. Tụi nhỏ bà mất rồi, nó biết ở đâu để ăn khai nữa, tội đó. Dạ. Nên là ông ba đi bán giấy số á thì ví dụ ông ba có áo mưa ông ba mang theo nha. Dạ, dạ mang theo. Dạ, để mà nó ướt mưa ông ba. Dạ. Dạ. Con bé này nó bị sao vậy bà ba? Con này ở 6-7 năm. 6-7 năm hả bà? Chỉ có mình nó. Dạ. Cái chân nó bị sao bà ba? Không, mà cái hãng có xe hơi gì sao cán cái cảnh bảo vệ hãng nào á. Về không thấy ra. Dạ. Lạnh rồi. Dạ. Rồi mới đi về cho nên má một bà cho xích thuốc á, làm má đi nó đi cũng còn cà tọt. Dạ. Nó chỉ chơi chung với bạn này. Chơi mình nó. Tự la luôn à. Tự la. Dạ. Chơi mình nó không chơi á. Vậy là ông bà ba cu mang nó là nay cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Lâu rồi. Dạ. Cưng nó lắm. Thấy có tật mới thương. Có tật mới thương. Mà nó ngoan không ba? Ngoan. Nói gì nghe hết. Dạ. Nó cắn lộn như con cái. Nó không có cắn lộn như con cái nữa. Dạ. Trời ơi, thương quá. Con cái mà nó hiền ghê. Dạ. Dạ. Mà nó không có đẻ. Chó này của ông Thanh mà nó tên cho. Dạ, tổng cộng ở đây là mình được bao nhiêu bé chó không ba? Dạ, là dính mấy con. 7 con, 6-7 con hả bà? 6-7 con rồi. 5 con với con này mới chờ. Dạ, 6 con. Mà con này chuẩn bị đẻ nữa rồi. Sắp đẻ nữa. Con này cũng có bầu nữa nè. Trời ơi. Rồi. Sao mà dạ. Mình phải có bầu. Dạ. Mình không có triệt sản được hả bà ba? Dạ. Hay sao bà ba? Giờ ráng sao ráng nuôi hết vậy. Nuôi nhiều rồi. Rồi ông ba phải đi bán giấy số, ông ba có bao nhiêu tiền rồi ông ba đưa vào ba mua đồ ăn cho tụi nhỏ hết trơn. Nhưng mà ông ba cũng nhớ là dù sáng ông ba đi bán là ông ba cũng nhớ ăn cái gì nha. Dạ, tôi để 10.000 thôi. Để đói bụng á. Dạ. Với lại mình đi xa nữa. Uống nước lạnh vô no rồi. Đi bán tiếp thì nào mới hết giấy số mới về. Dạ, hết giấy số mới về không ba? Dạ. Có khi nào mà trời mưa quá mà ông ba bán không hết không ba? Không, phải ráng bán. Phải ráng bán, cỡ nào cũng phải ráng hết luôn hả ông ba? Chứ là số ít mà có 100 vé là người ta bán hết. Dạ. Không hết chết hả? Bây giờ bán tối rồi bán được mười mấy vé. Trời ơi, thương ông ba quá cả nhà. Mười mấy vé tôi khóc rồi. Sáng không bán không rồi, bị sáng luôn. Sáng rồi, thì đâu mà sẽ sợ mình sống. Dạ. Là dù buổi tối là ông ba đi 4 giờ là ông ba đi lấy giấy số. Tới 9 10 giờ tối mới về. Ờ. Được 8 ba tới bán 8 9 9 10 giờ mới ông ba mới về nhà. Dạ. Trời ơi thương quá. Thôi lắm. Nãy giờ chú không lại tôi sửa soạn đi vậy. Dạ. Giờ mấy giờ rồi ông ba? Giờ chuyển 15. Dạ. Thôi vậy dạ. Con hôm nay con đến con cũng thăm ông ba bà ba. Dạ. Với lại thăm các bé. Dạ. Thì con cũng mong là ông ba bà ba giữ gìn thật là nhiều sức khỏe để mà có sức khỏe chăm cho tụi nhỏ. Thì ông ba có muốn gửi là gì đến những cô chú Mạnh Thường Quân là những hay là những khán giả mà đang xem trên TV không? Tôi cũng gửi lời cảm ơn chú giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng tôi. Dạ. Tôi cũng gửi lời thăm cô chú về cô bác Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Có lòng tình thương mến thương gia đình chúng con chúng em đây á. Dạ. Tôi cũng rất mong cô bác cũng thương tình đỡ rồi quá quý rồi. Dạ. Thông cảm nha chú. Dạ dạ. Rồi thì con cũng chúc ông bà ba thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc chú khỏe. Dạ con cảm ơn bà ba. Dạ. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Rất là mong là cái video này sẽ đem được cái lại cái niềm tin, cái niềm hy vọng cũng như là cái sự yêu quý của quý cô chú dành cho ông bà ba cũng như là các bé. Thì mong là sẽ có nhiều khán giả cũng là nhiều người quan tâm đến ông bà ba nhiều hơn với lại quan tâm đến các bé nhiều hơn. Thì con xin chào tạm biệt cả nhà.